Hello, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng bắt đầu một cái series mới, đó là series tìm hiểu về database và SQL. Trong tập đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về series. Series này sẽ có những nội dung gì, sẽ có những kiến thức gì sẽ được truyền đạt tới các bạn. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu những cái kiến thức căn bản, những kiến thức ban đầu về database để mà chúng ta làm nền tảng cho các cái bài học sau, cho các cái tập sau này. Chúng ta cùng bắt đầu bằng việc chúng ta sẽ xem là series này, chúng ta sẽ nói về những điều gì, sẽ có những cái nội dung gì về database và SQL sẽ được truyền tải trong cái series này đến với các bạn. Các bạn sẽ thấy là series sẽ nói cho chúng ta biết những cái kiến thức căn bản về data, về database, về những cái nguyên tắc thiết kế database dành cho ITBA. Thứ hai, chúng ta sẽ được nói căn bản về SQL để cho các bạn, bên cạnh cái việc mà chúng ta tìm hiểu về lập trình cơ bản mà mình đã nói ở rất là nhiều bài viết ở những cái series khác, khi mà các bạn có nhu cầu về data, có nhu cầu về xử lý database thì các bạn cũng phải nắm về SQL. Như mình đã nói ở rất là nhiều cái là chúng ta không phải lúc nào cứ học ITBA, cứ làm ITBA là chúng ta phải biết SQL. Chúng ta phải căn cứ vào cái tính chất công việc của chúng ta mà chúng ta có cần SQL hay không. Và cái cuối cùng là các bạn sẽ được hướng dẫn, các bạn sẽ được đề cập tới những cái vấn đề gặp phải, những cái lưu ý khi thiết kế và làm việc với database. Nội dung thì mình sẽ chia ra làm các phần chính như sau. Cái thứ nhất là những cái khái niệm ban đầu. Cái thứ hai là những cái nguyên lý thiết kế database. Cái thứ ba là những cái data flow và những cái mối quan hệ trong database. Kèm theo đó, trong quá trình mình hướng dẫn, mình cũng sẽ có những cái bài tập thực hành, sẽ có những cái minh họa để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái nguyên tắc thiết kế, hiểu rõ hơn về cách mà chúng ta thiết lập data flow, hiểu rõ hơn về cách mà chúng ta thiết lập các cái mối quan hệ giữa các cái entity, giữa các cái thực thể trong một cái database. Thứ tư, mình sẽ nói về những cái lỗi, những cái sai lầm trong thiết kế. Thì cái lỗi, những sai lầm này trong xuyên suốt cái quá trình mà mình hướng dẫn các bạn cũng sẽ có những cái lỗi, những cái sai lầm đó. Đồng thời mình cũng sẽ thống kê, mình cũng sẽ tổng hợp lại tất cả những cái lỗi, những cái sai lầm mà các bạn có thể gặp phải trong quá trình mà các bạn xử lý, trong quá trình mà các bạn thiết kế database. Và cuối cùng mình cũng sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn về SQL cơ bản. Mình khuyến khích đối với những bạn mà các bạn muốn học về cái SQL cơ bản này, các bạn hãy bắt đầu bằng những cái nguyên lý lập trình, những cái lập trình cơ bản như là CC cộng cộng để các bạn nắm, rồi các bạn hãy đi vào SQL. Chứ các bạn đừng có đi tắt đón đầu mà các bạn lại một phát các bạn đi vào SQL thì nó sẽ khó hiểu, cũng như là các bạn học các bạn sẽ bị thiếu đi rất nhiều căn bản căn cơ khi mà mọi người thực hành. Trước khi vào những cái phần đầu tiên thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn một số cái hiểu lầm. Thứ nhất đó là học data là học SQL. Ở đây là một cái điểm rất là sai lầm nha các bạn. SQL nó là một ngôn ngữ để mà truy xuất và xử lý data, chứ SQL không giúp ích gì cho các bạn khi mà các bạn hiểu về data, hay SQL không hề giúp ích cho các bạn để mà các bạn thiết kế database. SQL chỉ là một ngôn ngữ để mà chúng ta xử lý, chúng ta truy xuất dữ liệu mà thôi. Data hoặc là database là một cái môn dễ dàng và nắm bắt. Thật sự các bạn nên hiểu là đây là một cái môn đòi hỏi các bạn phải có thời gian tích lũy, và cái môn đòi hỏi cũng phải khá là nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm việc, chứ không phải là đọc xem một cái series hay là các bạn chỉ học một hai buổi học là các bạn có thể nắm bắt được về data đâu. Data là một cái gì đó nó rất là trừu tượng, và data nó đòi hỏi các bạn phải có cái sự liên tưởng, phải có cái sự kết hợp với thực tế, quan sát, cảm nhận thì các bạn mới có thể dễ dàng tiếp nhận nó, dễ dàng thiết kế nó được. Và tất cả đều có một công thức thành công. Các bạn có thể bị quen cái cách học, cái cách thi cử của thi tốt nghiệp, thi đại học ở thời phổ thông. Tuy nhiên thì cũng như bao cái nội dung BA khác, cũng như bao cái nội dung liên quan tới ITBA khác, các bạn không thể nào học theo một kiểu cứng nhắc. Các bạn không thể nào học theo một kiểu một công thức thành công, một bài toán A giải kiểu A, một bài toán B giải kiểu B được. Chúng ta phải đảm bảo làm sao chúng ta hiểu được nguyên lý, hiểu được nguyên tắc, hiểu được phương pháp, và từ đó chúng ta áp dụng cho mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Chứ không phải là các bạn học theo kiểu là một cái công thức thành công, học theo kiểu là một cái công thức là cứ áp vào một cái kiểu mưu mẹo, là các bạn cứ theo đó mà các bạn làm. Cái đó không thể nào mà các bạn có thể hoàn thành được cái database, hoàn thành được những cái nội dung này. Chúng ta bắt đầu vào nền tảng đầu tiên, chúng ta bắt đầu vào học những cái kiến thức ban đầu khi mà các bạn xử lý về database, các bạn thiết kế database. Đầu tiên các bạn cùng tìm hiểu những cái kiến thức cơ bản nhất, đó là data là gì. Các bạn sẽ phải thấy là trong thực tế làm việc các bạn sẽ có hai khái niệm, một là data
tạm dịch là dữ liệu, hai là information, tạm dịch là thông tin. Hai cái này đó là hai cái khái niệm nó tách bạch với nhau và nó cũng tương hỗ cho nhau. Data nó là một cái thực tế thô, một cái thực thể thô, raw facts. Còn information nó là những cái dữ liệu, những cái data nó đã được xử lý. Dữ liệu thật ra nó không có rõ ràng, nó ý nghĩa nó chỉ là những cái nhật ký, nó chỉ là những cái lưu trữ lại những cái thông tin có sẵn trong cái hệ thống khi trong quá trình mà chúng ta thực hiện giao dịch, trong quá trình mà chúng ta hoạt động. Còn information thì những cái dữ liệu đó nó đã được xử lý, nó đã được sắp xếp, bộc lộ được những cái ý nghĩa, thông tin cần thiết để mà cho người xem, người đọc nắm được. Dữ liệu được sử dụng để xây dựng thông tin và thông tin được dùng để đưa ra những kiến thức, những hiểu biết. Như hồi nãy mình đã nói, nó được dùng để make decision, để mà đưa ra quyết định. Dữ liệu thì cái phương pháp của nó liên quan tới việc tạo dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và truy vấn dữ liệu. Còn thông tin, mục tiêu sử dụng của nó là đưa ra quyết định, đưa ra thông tin, nắm bắt thông tin. Khi mà các bạn nói về data và database, cơ sở dữ liệu v.v. thì các bạn sẽ thấy là mục tiêu của chúng ta đầu tiên đó là phải làm sao để tạo, sắp xếp dữ liệu một cách tốt nhất để mà từ đó chúng ta có thể phục vụ cho các cái mục đích nhất định. Đó là cái journey, cái hành trình của một cái dữ liệu nó sẽ đi như thế nào. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một cấu trúc máy tính bao gồm, thứ nhất, đó là dữ liệu thô. Thứ hai là dữ liệu của người dùng cuối. Và thứ ba là các cái dữ liệu này được lưu trữ và quản lý. Thì cơ sở dữ liệu nó là một cái tập hợp, một cái tổ chức. Các cái dữ liệu được sắp xếp, được phân loại, được tổ chức theo một cái trật tự nhất định nào đó. Đó là một cái cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ thấy là có thêm một khái niệm nữa, nó là metadata, hay tạm gọi là siêu dữ liệu. Thì metadata nó được gọi là dữ liệu về dữ liệu, tức là các cái thông tin dữ liệu á, nó sẽ được ghi nhận như thế nào. Ví dụ như là các bạn thấy là một cái dữ liệu nó sẽ có những cái thông tin đi kèm như là loại, kích cỡ, người tạo, lưu trữ. Có thể thấy là khi mà các bạn sử dụng Windows hay là Mac OS, các bạn đều thấy là khi một cái file, một cái tập tin, một cái gì đó, các bạn luôn đi kèm theo nó là ngày tạo, ngày điều chỉnh, người tạo, người điều chỉnh, và các cái thông tin về dung lượng, vân vân và vân vân. Các bạn thấy là mỗi cái tập tin, mỗi cái file nó đều có cái metadata của nó. Và bản thân dữ liệu, data nó cũng có thể là một dạng tập tin, nó cũng có thể là một dạng thông tin gì đó. Tất cả mọi thứ nó đều phải có tên, họ, xuất xứ. Metadata nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thông tin đó. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, data và cơ sở dữ liệu, database, tất cả mọi thứ đều phải có một cái phần mềm để mà chúng ta có thể quản lý nó. Thì chúng ta gọi những phần mềm đó gọi là Database Management System, hay gọi tắt là DBMS. Thì DBMS là một tập hợp các cái chương trình được dùng để quản trị, quản lý dữ liệu. Nó giúp cho chúng ta quản trị dữ liệu một cách nhanh nhất, dễ nhất, và nó thân thiện với người dùng nhất. DBMS, các bạn chỉ cần hiểu nó là một cái hệ thống thông tin, nó là một cái phần mềm để giúp cho chúng ta quản trị dữ liệu mà thôi. Ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái hình minh họa về cái DBMS. Tất cả mọi dữ liệu nó đều được sinh ra trong quá trình chúng ta sử dụng máy tính, trong quá trình chúng ta thực hiện công việc, trong quá trình chúng ta xử lý các cái nội dung liên quan tới transaction, liên quan tới xử lý công việc hàng ngày nói chung. Thì DBMS nó sẽ là trung gian để giúp cho chúng ta ghi nhận và quản trị các cái dữ liệu đó. DBMS nó là một cái trung gian, nó giúp cho chúng ta ở khía cạnh bảo mật nữa đó. Nếu như các bạn không có DBMS, mọi thứ đều có thể truy xuất, mọi thứ đều có thể truy cập trực tiếp vào cái database. Điều này dẫn tới là nó sẽ gặp rất là nhiều rủi ro. Các bạn sẽ thấy là nếu như mọi thứ data mà nó không có một cái DBMS, ít nhất một cái DBMS để mà làm trung gian, các bạn sẽ thấy là mọi thứ đều truy xuất trực tiếp vào database. Và khi đó chúng ta rất là dễ dàng tấn công, chúng ta rất là dễ dàng thay đổi thông tin dữ liệu. DBMS nó sẽ là một cái tập hợp các cái chương trình, một cái tập hợp các cái layer, các cái lớp để giúp cho chúng ta quản lý dữ liệu cũng như là chúng ta bảo mật cái dữ liệu đó. Lợi ích của DBMS, quản lý việc tích hợp dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán. Tại sao đảm bảo tính nhất quán? Thì qua các bài sau chúng ta nói về những cái khía cạnh về mặt dữ liệu nó sẽ bị lỗi, nó sẽ bị như thế nào á. Trong quá trình mà chúng ta thiết kế dữ liệu thì các bạn sẽ thấy là một cái DBMS nó sẽ giúp cho chúng ta quản trị làm sao cho mọi cái data trong cái database nó được nhất quán, nó được an toàn, nó được độc lập, nó không có bị rắc rối, nó không có bị chồng chéo, nó không có bị
replicate. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta đảm bảo được cái tính nhất quán của dữ liệu, dễ dàng xử lý truy cập cho người dùng cuối. Tại vì các bạn nên hiểu DBMS nó sẽ được thiết kế theo một dạng Traffic User Interface, tức là một cái giao diện cho người dùng. Thì cái việc làm cái giao diện cho người dùng nó sẽ giúp cho bất kỳ người dùng nào, cho dù là chuyên hay không chuyên, người ta cũng có thể xem, người ta cũng có thể tìm hiểu, người ta cũng có thể quản trị cái cơ sở dữ liệu đó một cách dễ dàng hơn. DBMS nó giúp cho chúng ta dễ dàng truy cập và chia sẻ. Cái này thì nãy giờ mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Và cuối cùng là bảo mật. Như hồi nãy mình đã nói là chúng ta nếu như không có DBMS, chúng ta sẽ rất dễ tấn công vào data, chúng ta truy xuất data một cách dễ dàng, hoặc là chúng ta thay đổi các cái nội dung thông tin đó. Sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về mặt công việc, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về mặt bảo mật, nó cũng sẽ ảnh hưởng đôi khi cả lợi ích quốc gia liên quan tới mặt an ninh, quốc phòng vân vân. Nó cũng rất là nguy hiểm, tại vì tất cả mọi thứ nó đều có data mà. Cho nên là các bạn can thiệp vào bất kỳ một cái lĩnh vực nào, cái domain nào, nó cũng sẽ có những rủi ro rất là nghiêm trọng nếu như database nó bị tấn công hay là database nó bị thay đổi. Chúng ta có các dạng cơ sở dữ liệu nào? Thứ nhất là single user database, tức là mỗi lần truy cập chỉ có một user được có thể truy cập được mà thôi. Các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái cơ sở dữ liệu rất là cơ bản như là Excel hay là Microsoft Access. Các bạn sẽ thấy là Excel nó là cơ sở dữ liệu không các bạn, Excel nó cũng là một database. Các bạn sẽ thấy là các bạn làm bản biểu Excel á, chất có rất là nhiều cái thông tin dữ liệu, nó có rất là nhiều cái cột, cái bảng, đúng không? Thì Excel là cái database cơ bản nhất mà mọi người có thể hình dung. Access, Microsoft Access là một cái trình quản trị cơ sở dữ liệu rất là cơ bản và rất là thông dụng của Microsoft. Mà bản thân mình đánh giá rất cao về cái tính hữu dụng của Microsoft Access. Một trong những cái nội dung mà mình nói là nếu chúng ta muốn học về database, các bạn nên học từ Microsoft Access. Và bản thân trong xuyên suốt series này, mình cũng sẽ sử dụng Microsoft Access để mà giúp cho các bạn hình dung về database nó như thế nào, thiết kế nó là sao. Chứ không phải mình dùng SQL đâu các bạn. SQL thực sự là nó chỉ là một cái ngôn ngữ để các bạn build, để các bạn xử lý, để các bạn truy xuất dữ liệu thôi. Chứ còn mà để mà hiểu được database nó như thế nào, các bạn nên tìm hiểu và các bạn nên học theo các cái nội dung của Microsoft Access. Bản thân mình ngày xưa mình cũng nhờ Microsoft Access mà mình nắm rất là kỹ, nắm rất là rõ về database. Tại vì Microsoft Access nó giúp cho chúng ta nắm được một cái rất là xúc tích. Nó nhẹ nhưng nó rất là đầy đủ và xúc tích về tất cả mọi thứ liên quan tới data, liên quan tới database. Cái loại cơ sở dữ liệu thứ hai đó là multi-user database, nhiều user mỗi lần truy cập. Thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái multi-user database xung quanh chúng ta. Ta có những cái group database, tức là một cái nhóm nhỏ user hoặc trong một khối phòng ban người ta có thể xử lý. Ví dụ như các bạn thấy là database ở phòng kế toán, enterprise database, nhiều user ở nhiều phòng ban, nhiều nơi. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái dạng cơ sở dữ liệu như là data warehouse, data lake, hoặc là AWS. Nhìn trên thị trường các bạn sẽ thấy Internet nó là một dạng multi-user database. Ta có Facebook, chúng ta có YouTube, vân vân. Thì các bạn thấy cái multi-user database nó bao hàm rất là nhiều cái nội dung. Và multi-user database nó gần như là nó xung quanh chúng ta, nó đầy đủ tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Có một cái khái niệm mà các bạn cần phải nắm trước ở bài đầu tiên này, đó là khái niệm dư thừa dữ liệu, data redundancy. Dư thừa dữ liệu, data redundancy, là một sự trùng lặp dữ liệu của một dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau. Hậu quả là bảo mật kém và cái dữ liệu nó không nhất quán. Ví dụ, dữ liệu khách hàng có ở nhiều nơi khác nhau trong một cái dữ liệu công ty. Khi mà người thiết kế database mà người ta không để ý, các bạn sẽ thấy là đối với database, chúng ta sẽ có hai dạng database chính. Mình sẽ nói ở các bài sau, tuy nhiên mình cũng bật mí một số cái nội dung. Có hai dạng database chính, thứ nhất gọi là master data, thứ hai là transaction data. Master data nó là một cái dữ liệu gốc, khi mà chúng ta xử lý bất kỳ dữ liệu nào thì nó đều phải là cái gốc để mà chúng ta truy xuất và chúng ta liên kết để mà đảm bảo được cái sự nhất quán về mặt dữ liệu. Tuy nhiên á, có rất là nhiều cái kiểu thiết kế database mà nếu như người ta không nắm những nguyên tắc đó, các bạn sẽ thấy là cái master data và cái transaction data. Transaction data là khi mà các bạn giao dịch, khi mà các bạn thực hiện các cái activity thì nó sẽ sinh ra. Thì nếu như chúng ta bị nhập nhằng giữa hai cái đó, dẫn tới là các cái thông tin trên master data và các cái thông tin trên transaction data nó đều được lưu trữ cùng một lúc, nó đều được double lên. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là chúng ta có master data về mặt customer,
Khi mà chúng ta có transaction data, ví dụ các bạn đang làm database dành cho một cái website thương mại điện tử chẳng hạn, thì transaction data nó là những cái dữ liệu sinh ra khi khách hàng mua hàng. Nếu như các bạn không có quản trị đúng một cái hệ giữa master data và transaction data, chúng ta sẽ bị double thông tin khách hàng, vừa master data cũng có mà vừa transaction data cũng có, nó dẫn tới cái sự double. Và từ đó chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều cái dữ liệu bị trùng lặp, bị chồng chéo, và khi chúng ta xử lý truy xuất nó sẽ gặp rất là nhiều lỗi. Cái đó khi mà mình nói về cái một SQL sau này, khi mà chúng ta truy xuất cơ sở dữ liệu mà nó bị double như vậy, khi các bạn dùng những cái hàm ví dụ như hàm join, các bạn sẽ gặp phải rất là nhiều dữ liệu nó bị double lên, và khi đó cái số lượng data nó cũng bị sai, xử lý về mặt các cái nội dung liên quan tới khai thác dữ liệu, data mining nó cũng bị sai luôn. Xử lý dư thừa dữ liệu nó đòi hỏi ngay từ những bước đầu khi chúng ta thiết kế database, nó phải đảm bảo được một cái structure có trước có sau, có gốc và có tích hợp, có những cái layer gốc và những cái layer tích hợp để đảm bảo chúng ta phải loại bỏ những cái yếu tố về data redundancy này. Trong cái tập đầu tiên này thì mình muốn nói cho các bạn thấy được là data là một cái môn học là rất là thú vị, tuy nhiên nó cũng không phải là một cái môn học dễ, và nó đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu, đòi hỏi chúng ta phải tích lũy kinh nghiệm qua năm tháng để mà chúng ta có thể hoàn thành được kinh nghiệm, hoàn thành được cái trải nghiệm và hoàn thành được những cái sản phẩm, đảm bảo làm sao mà cái data nó luôn cụ thể, rõ ràng, chạy nhanh, và cũng như nó hạn chế được những cái sự dư thừa, những cái sự trùng lặp trong quá trình mà các bạn xử lý database. Hai nút cho các bạn, chúc các bạn thành công.